xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình của Mèo. Và ngày hôm nay mình sẽ khám phá được một cái mắt có tên là trốn tìm trong những căn phòng vô tâm lặng. Bên trong này có rất là nhiều những căn phòng khác nhau và tất cả những căn phòng này đều có cửa thông vào nhau nha. Đó, cực kỳ khó lắm bạn ạ. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ phải đi trốn. Đấy, hình như là mình mình tim đỏ là mình là người đi săn à? Mình là người đi săn nha. Còn các bạn kia là người đi trốn ạ. Ok luôn. Anh em trốn kỹ vào. Mèo béo đi tìm nè. Đó. Ok, để anh cho đây, mình sẽ cho bạn này đồ nhá. Đấy. Các bạn muốn đồ bắt hiệu quá. Nè, đồ này, cho đồ này. Này, chia đồ này, này. Ai tim đỏ đi tìm đấy. Còn tất cả đi trốn đấy. Gặp mèo béo là mèo peo bắn đó. Ok bây chưa? Ok bây rồi. Bắt đầu chuẩn bị. Cuộc chơi. 3, 2, 1. Ui trời ơi. Có rất là nhiều phòng khác nha bạn ạ. Chạy đi đâu ôi chạy cho nhanh vào bạn ơi, bạn chạy cho nhanh vào. Chạy làm sao mà khỏi mèo béo được. Rất là nhiều những căn phòng khác nha bạn ạ. Ôi những căn phòng vô tận bên này. Ôi gì ấy? Cửa ai cái map này là team nhưng team kia cũng có vũ khí. Map này là map nhưng team kia cũng có vũ khí. Tưởng thiên ái chứ mà chà, thì ra là những team kia cũng có vũ khí. Map này là map là đại chiến trong những căn phòng vô tận. Cái này nó không phải trốn tìm đâu mà nó chính xác hơn là đại chiến trong những căn phòng vô tận. Chạy đi đâu bạn ơi. Ai đây hình như là mỗi một team sẽ có một cái vũ khí khác nhau bạn ạ. Team thì có kiếm chạy nhanh này, team thì có cung, có súng máy bá. Nói chung là mỗi team có một cái chức năng khác nhau. Ui à, được lắm nhờ. Bạn là quần đấy. Được quần nó bắt hơi nào. Anh em định đếm. Đừng quên là bác này hiển thị hiệu. Nhìn cái hiệu hiện lên là biết ngay là bên nào đang đến gần bạn ạ. Từ gây á, quan sát á. Có thật là kỹ nha. Ai bên đây, bên người. Ôi, ông này cầm vũ khí gì mà đánh cái chứ gần chết rồi bạn ơi. Đánh mình một cái mình mất gần chết bạn ạ. Ôi, có cầu thang đứng trên này. Ui dồi ôi. Mắt này hay nha. Cuộc chiến trong những căn phòng vô tận bạn ạ. Ok. Hết máu bạn ơi. Mày béo hết máu rồi. Đóng cửa. Đóng cửa chúng tôi. Ôi trời, đồng tép nhờ. Cũng mạnh. Ok, gà đỏ mình thêm mình có rồi bạn ơi, không cần nhá. Mình cất bớt gì nhá. Cứ bớt xuống đi. Hóa ra cái súng này nó vô hạn đạn bạn ạ. Cho nên mình cũng không cần lắm bạn ơi. Đó, mình có ngoại hình không? Mình có skill vũ khí bạn ạ. Cho nên nhìn khác đẹp. Ê. Gì đấy? Ôi. Có ai đó. Ê. Có ai bắn lén mình bạn ạ, ghê thế nhở. Cái bắp này, cái bắp này nguy hiểm thật sự bạn ạ. Tứ phía bao vây bạn ạ, hướng nào có người nữa. Cái bắp này hướng nào đâu, hướng nào cũng có người bạn ạ, sợ thực sự đấy. Không biết là hướng nào mới là hướng chuẩn nữa. Ui dồi ôi. Ê, mình tìm ai thì mình rồi, tìm mình mà. Trời ơi, tìm mình, tìm mình mà. Thế ông là bắn mình nhở, khoan đã hướng nào ta. Ui, xung quanh. Không biết là hướng nào bắn mình bạn ạ. Đáng sợ thế nhở. Cái map này chơi mà nó lú lắm ạ. Rồi, đẹp rồi. Ôi, kiếp thật cầm cái vũ khí xịn tê. Đánh hai cái chết luôn bạn ạ. Chưa kể bảo vệ hồi sinh còn lâu nữa. Bảo vệ hồi sinh bạn ơi. Ok. Nào. Ai đây. Ôi, cái kiếm kia đánh một phát 80 máu ạ. Ghê vậy sao. Wow, tức là mỗi một team sẽ có một cái vũ khí đặc biệt khác nhau nữa. Mình là súng này đó, team mình là cầm súng này, team có team mình cầm súng xịn hơn, có team mình dùng kiếm, hoặc là có team mình sẽ dùng những cái vũ khí khác nhau bạn ạ. Ôi, ghê vậy sao? Ơi chờ, vậy là mỗi team có một lợi thế khác biệt bạn ạ. Mình hiện tại là team mèo béo vẫn đang dẫn đầu nha bạn ơi. Đấy, ai đây. Ông này cầm kiếm bệnh nha, ông đánh một phát chết luôn đấy. Nhiều khi đánh chí mạng là chết luôn bạn ạ. Đánh thường 80 máu á, đánh chí mạng nhiều khi là chết luôn đấy, đừng có đùa. Ồ, cái bạn chạy. Ai đây,
Ô móc liền, móc liền, mèo phải móc liền. Yeah, đây 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 tụi nè 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 nè. Ôi một phát chết luôn kìa. Wow, chưa kịp làm gì mà ảo ấy sao? Cái gì? Ok mà rồi. À bà, mình thấy có cúp ở trên đây từ từ. Mình vừa thấy có cái cúp gì ở trên nè. Lát nữa mình sẽ đi tìm cho bà. Tìm mình à? Tìm mình. Tìm mình à? Trời ơi, tìm mình mà nè. Ôi ôi, mấy ông cầm kiếm mạnh quá bà. Phải cẩn thận mấy ông cầm kiếm nữa, bởi vì là cái map này rất là hẹp nha. Gặp mấy ông cầm kiếm, ông ấy chém một phát là mình đi luôn. Không kịp làm gì bà ấy mà dám ba mẹ béo, đúng một tên gà gáy với khác. Mẹ béo nó dẫn đầu bà ơi. Tôi là dẫn đầu bởi cúp về đây. Không thể đập vô của bà ơi. Ơi à, ghê vậy sao? Ai chà chà. Ok, mình thấy có cầu thang mà đúng không? Cầu thang hướng nào nhỉ? Cầm chạy. Ôi đau 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 bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh bạn ơi. Cửa hàng không bán gì à? Mở cửa ra em nào, mở cửa ra em nào. Ôi không gian hẹp quá, hẹp quá, hẹp quá, hẹp quá, hẹp quá. Ai bay 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 bay. Ui sao luôn người à, trời ơi map này loạn thế bro, hướng nào cũng có thể có người mà. Rồi đó, bất cứ chỗ nào cũng có thể có quân địch ơi. Này này, ui sao chết rồi. Ui đây 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 đây. Làm gì, làm gì, làm gì. Này thì này thì ok, phải nhìn tất cả hướng nha, nguy hiểm quá bạn ơi. Rất là nhiều cánh cửa khác nha bạn ạ. Ôi chà. Ôm bố, lên mày, tìm này, tìm này, tìm này, tìm này, tìm. Những cánh cửa dẫn đến lối đi vô tận luôn. Ôi ôi dồi ôi, nguy hiểm nè bạn ơi. Ông nào cầm kiếm gì mà chém một phát mình bay thẳng lên chứ bạn ạ. Cận chiến cầm kiếm cũng khỏe, nhưng mà mẹ béo giữ khoảng cách sao mà đánh được không? Sao mà chạm vào người. Ôi hướng nào vậy? Ôi tôi không biết cái hướng nào bạn ạ. Kinh thế nào, mấy ông này đánh hướng nào mà tôi không biết luôn bạn ơi. Từ cái cửa này ra vậy, cái cửa này nhiều khi nó đó nè. Đó bó, bắn viên đạn vào cái bảng cảm áp nó sẽ tự mở cửa bạn ơi, cửa tự mở luôn, hay quá nhở. Ai quỳ vô cửa ơi. Ủa mày thế mà ông này phải ứng chậm ấy, ông này mà nhanh tay ông chém mày một cái mình chết hết. Ủa mấy ông cận chiến khỏe nhá, không đùa với mấy ông cận chiến bạn ơi. Khiếp thật đấy. Không sao, mẹ béo vẫn là dẫn đầu với 63 điểm bạn ơi. Hướng nào đây, hướng nào đây, hướng nào đây, hướng nào đây. Hóa ra là móc từ trên để xuống đánh mình. Bảo sao có mấy pha mình không thấy đâu. Rõ ràng bảo vệ sự mấy sinh lâu thế. Rõ ràng có mấy pha mình không thấy đâu mà chảy ra nên mình chết. Hóa ra nhảy từ trên cao xuống đánh mình bạn ơi. Hóa ra là chơi tuyệt chiêu này. Ui ghê vậy sao. Ok bạn ơi, mình biết dẫn đầu nha, không sợ cả. Bảo vệ hồi sinh lâu vậy. Ôi ôi rồi ôi, cũng mạnh. Sao mà trâu nhỉ, còn giáp à? Hình như là có những team còn giáp sao ấy, có những team đam bé nhưng mà trâu bạn ạ, còn giáp sao á? Hay là có thể là nhiều máu hơn bạn ạ. Mình nghĩ là sẽ có những team mà có giáp nha, được cho giáp bạn ơi, thành ra là sẽ trâu hơn bạn ạ, nhưng mà có thể đam bé hơn hoặc cận chiến. Có thể là mấy ông cận chiến á không đánh xa được nhưng mà có giáp với cả là có giày chạy nhanh như sao bạn ơi. Ôi nguy hiểm đấy, cho nên là mình cảm giác là mấy ông đánh khá là trâu nữa. Ôi rồi ôi tí thì chết bạn ơi. Trên này à, trên này à, trên này à. Không chết à? Ôi sống dai vậy sao? Không sao, hiện tại team mình vẫn đang chiến thắng. Ai đây? Thì mình sao? Như cùng team ạ, cùng team. Cùng team ơi, cùng team. Ai nhỉ?
Ai biết nhờ. Mèo béo bá chủ không gian hẹp. Đồ bị những pha xử lý đẳng cấp. Không có độ chế. Không có sai sót gì cả bạn ơi. Đây là nơi mà không có chỗ sai lầm. Không có chỗ sai lầm. Ấy à, ấy à. Không có chỗ sai lầm. Ôi yếu vậy. Ủa, bắn chúng không chết kìa. Ôi hình như bị dính cửa. Hình như cái súng này bị dính cửa. Đạn nó không xuyên cửa đúng không nhở? Ảo ấy ta. Cái đạn này nhiều khi mình không kiểm soát được cái đường đạn bạn ạ. Ai chà bà chà. Đôi khi cái đường đạn nó nằm. Ôi. Ghê vậy sao? Ghê gớm vậy sao? Có đường lên này. Bắt cua em nào. À bà à, làm gì? Phòng gì không? Ôi phòng gì ấy? Ủa cái gì ấy? Căn phòng đặc biệt à? Bảo vệ hồi sinh lâu vậy sao? Ôi trời ơi, ôi rồi, bắn đau đấy. Ok bạn ơi, mẹ béo vẫn đang dẫn đầu 95 điểm bạn ơi. 95 điểm rồi, không sợ. Sắp 100 điểm bạn ơi. Tôi sắp đạt 100 điểm bạn ơi. Ai đây em bơi, ai đây. Chạy đâu kinh nhanh vậy? Ôi, ông nào nhảy đâu ra, mình không biết luôn bạn ạ, kinh tê nhờ. Nghệ đấy, bị nghệ đấy. À đây rồi bồi, đây rồi. Ơi sao mày ơi, phải giữ khoảng cách. Đỉnh ai mà 2-1 thì mình chịu là. Mình chịu bơi. Hai ông cầm cận chiến la vào thì sao mà đỡ kịp bạn ơi. Tôi đỡ kịp sao được. Chịu bạn à. Bó tay chấm con luôn. Ai cho tiếp cận mà bé mà tiếp cận mà béo được không. Ôi đánh một cái chết luôn kìa. Hình như là mấy ông cận chiến là bảo vệ hồi sinh sẽ lâu hơn là những người cầm súng ở nạn, mình nghĩ vậy đây. Ồ được cái này mất cái kia à, cũng hay nhỉ. Được cái này thì mất cái kia bạn ơi, nói chung là cũng thú vị. Bị ai chà mà chà, đây là gì bạn ơi? Bây giờ có người này nha. Đóng cửa người ơi, bị sao? À bà ai à, bảo vệ hồi sinh à. Ồ tí thì chết bạn ơi, tí thì mình chết rồi. Mày thế. Cái trên đầu nữa à? Trên đầu bất cứ khi nào có thể ẩn xuống mặt à? Ui xin ơi. Ôi bà ơi, hai bên này có người thì mình chịu lên, tôi cũng chịu thôi, biết sao giờ. Sao 115 điểm rồi, ơ thì mình à? Ôi dồi. Nhiều khi không biết. À bè à, 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 bè 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 bè. Đồng tiếp hả? Móc lốp phía sau bạn ơi. Được đấy bạn ơi, ghê đấy. Cũng nhẹ đấy. Ôi mẹ ơi, double kill cho mẹ bèo. Chịp hờ kill cho mẹ bèo. Ây à, ây à, cẩn thận. Bạn ơi, qua đa kill cũng được rồi bạn ơi. Nên người sau nữa thì mình chịu bạn ạ. Rồi, còn 2 phút bạn chiến nốt nha. Chiến nốt 2 phút bạn rồi, có người không? Cái giả sau lưng, cái giả lưng bạn ơi. Đèo, đây là chị. Ây à, gì vậy? Mèo béo can quét bạn ơi. Ai đứng canh này. Ôi cả hai cùng chết à. Ai chùm bờ chà. 131 điểm cho mèo béo. Ai đây? Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. À thì mình. Gì ấy? Có người. Ôi khiếp thật. Cái vũ khí cận chiến kia đánh văng ra xa bạn ạ. Mình bị văng ra xa bởi đây, mình không biết là hướng nào nữa. Văng ra xa nó mất phường luôn. Ảo thế nhở. Ôi, vũ khí cận chiến bởi cũng kinh, bởi đây cũng ghê đấy. Đừng có khinh thường cận chiến nha bạn ơi. À đóng cửa. Đóng cửa nè. Định đóng cửa chặn đường đạn đúng không? Xong rồi thấy lúc mình không để ý chạy ra đánh mình đúng không? Cái bài này mình quen lắm rồi. Ai đây hướng nào đây? Ôi voi ơi. Chơi cả voi. Ây à, đông quá. chơi cả voi bạn ạ, thế thì kinh rồi. Chơi cả voi chứ. Ghê gớm thực sự đây. Ây à. Trên người. Nó không lên bờ, không lên. Bây giờ để cho Thịnh lớp đi. Đó. Thịnh lớp sẽ xử lý mấy ca ở trên bạn ạ. Ôi, đánh một cái chết luôn kìa. Wow, đúng là cận chiến nó khẩm. Một hit là chết luôn ạ.
không đỡ nổi nữa mà, đỡ không có kịp rồi. Đông quá. Ok, 18 giây cuối cùng rồi ơi. 150 mạng nào. Trời ơi, 149 bạn ơi, mạng nữa nào, mạng quấy nào bạn ơi. Mạng quấy nào. Đấy thôi, 150 bạn ơi, ok. Đạt chỉ tiêu rồi đây, ok. Đạt chỉ tiêu rồi, đấy, ngon liền rồi. Nên chung là cái map này chơi khá là hay, mặc dù nó hơi bị đau đầu cho bạn, hơi bị xoắn nắp một tí mà chơi vui phết chứ. Ok. Cây okay, thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mình bán lo gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.